Một trong những giải pháp nhằm tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân được các cấp chính quyền huyện biên giới Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu đã và đang thực hiện là đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Việc đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn không chỉ mở ra hướng phát triển kinh tế mới mà còn từng bước nâng cao trình độ canh tác, sản xuất, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, qua đó giúp người dân cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững. Xuất phát từ nhu cầu thực tế, thời gian qua, người dân bản Hủy Pết, xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu đã tham gia lớp đào tạo nghề nuôi ong lấy mật. Lớp học do Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Nậm Nhùn tổ chức với hình thức cầm tay chỉ việc. 30 học viên trong bản đã được các giáo viên hướng dẫn các kỹ thuật cơ bản để nuôi ong như chăm sóc, phòng, chống bệnh và thu mật. Các thầy cô dạy thì cũng dạy cũng nhiều phương pháp để phòng trừ, với nhiều cách để mình nuôi ong để mình có thể phát triển được. Tính đến thời điểm này, huyện Nậm Nhùn đã tổ chức được 5 lớp đào tạo nghề với 140 chỉ tiêu. Trong đó, chủ yếu là các ngành nghề về phát triển nông nghiệp như nuôi và phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm, nuôi ong, trồng cây quế. Để đạt được những mục tiêu đề ra, huyện Nậm Nhùn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và người dân về tầm quan trọng của đào tạo nghề trong sự nghiệp hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Huyện cũng xây dựng kế hoạch dạy nghề lao động nông thôn xuất phát từ nhu cầu của người học và phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội. Chú trọng dạy nghề cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách. Đẩy mạnh phối hợp rà soát nhu cầu học nghề của người dân để làm cơ sở xây dựng kế hoạch tuyển sinh sát với thực tế. Thường xuyên là tuyên truyền công tác về các cái chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về hỗ trợ chế độ đào tạo đối với công tác đào tạo nghề cho bà con lao động nông thôn, phải thường xuyên là đôn đốc rồi là hướng dẫn là bà con là đi học một cách đầy đủ, thực hiện nội quy, quy chế của lớp học là nghiêm túc, và trong quá trình học nghề thì chú ý lắng nghe, tiếp thu những cái ý kiến giảng dạy của các cái thầy cô truyền thụ lại để vận dụng vào trong các cái mô hình của có thể là mô hình của địa phương theo nghị quyết đại hội, cũng như là các cái mô hình của xã cũng như là tại gia đình. Trong công tác đào tạo nghề thì cần phải có các bước khảo sát, định hướng. Có thể nói rằng đào tạo nghề cho lao động nông thôn là chìa khóa để thực hiện các mục tiêu quốc gia và phát triển nông nghiệp nông thôn, tạo việc làm cho người lao động. Huyện Nậm Nhùn xác định sẽ nỗ lực nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề cho người lao động, từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, qua đó đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.